cách điều trị bệnh coryza trên gà. Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh, chuyên gia chẩn đoán kiêng nội bốc thuốc 14 năm kinh nghiệm. Có rất là nhiều trang trại hỏi tôi rằng phác đồ nào tốt nhất hiện nay để điều trị bệnh coryza trên gà. Các bạn làm như sau: xếp phô nà còng, đường nguyên tử, chúng ta kết hợp nó lại với nhau, tiêm một bộ này cho 1 tấn gà. Sau đó các bạn sử dụng đặc chia hô hấp phức hợp cho uống từ 3 đến 5 ngày. Nó sẽ điều trị khỏi hoàn toàn bệnh coryza trên gà, giúp cho các bạn nuôi gà thành công, giúp cho con gà nhanh phục hồi, lớn nhanh để các bạn có thể xuất bán. Và cảm ơn quý anh chị em đã xem video clip này. Kính chúc anh chị em mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em trong video clip sau. Xin chào.